Hey yo, xin chào các bạn trở lại với kênh của mình Thì mình là giáo sư Phúc đây các bạn ơi Hôm nay chúng ta cùng chơi tiếp tựa game Lost Food nha các bạn ạ à. Thì như các bạn đã biết Mình đã chơi tựa game Lost Food này cũng được khoảng 2 tháng rồi các bạn ạ à. Thế nên mình cũng đã biết được Rất là nhiều chức năng của con NPC Ở trong game này Thì có rất nhiều NPC luôn Thì trong đó có con NPC Mà khi mà mình nghiên cứu kỹ về nó Thì con NPC này Nó đã bị chỉnh sửa cái sức mạnh lại các bạn ạ à. Thì nguyên do tại sao nó bị chỉnh sửa sức mạnh lại Và cũng như là con NPC này lúc trước nó đã đã từng mạnh như thế nào thì ok không nên nói nhiều nữa chúng ta cùng bắt đầu video thôi let's go Châu, và mình có một cái shop ạc bán ạc block food các bạn ạ à. Các bạn có thể lấy link ở ngay cái phần mô tả Không thì ở cái phần bình luận cũng được các bạn ạ à. Nhớ vào đó mua một cái ạc để ủng hộ mình Cho mình có tiền để mua ổ mì ăn mỗi buổi sáng nha Cảm ơn các bạn Bạn cần mua robot đúng không? Ở đây mình có shop vn Shop vn là shop bán robot uy tín hàng đầu Việt Nam Được các youtuber du team quảng cáo Cũng như là đảm bảo về chất lượng uy tín Thế nên là các bạn cứ mua nick và cũng như tận hưởng những dịch vụ trên shop này mà không cần phải lo lắng về độ uy tín nhé. Đường link của shop mình sẽ để dưới phần mô tả, ấn vào để trải nghiệm dịch vụ của shop nha. Không biết các bạn có biết hay không, nhưng có một con NPC đã được thêm vào Lock Food vào lúc update thứ 17 của tựa game này anh em ạ. À. Đấy thì update 17 có một cái NPC được add vào và con NPC đó nó cũng đã gây ra rất là nhiều cái sự mà nghe mất cân bằng ở trong tựa game của chúng ta. Không biết nói tới đây có anh em nào biết con NPC đó là ai hay không Đấy, hiện tại là mình đang di chuyển tới cái vị trí của con NPC đó hiện tại con NPC đó thì nó không có bị xóa tuy nhiên cái sức mạnh của nó đã bị giảm đi rất nhiều ở trong cái tựa game của chúng ta con NPC này nó sẽ liên quan tới một cái sự kiện Halloween đó, nó được thêm vào đây và sau đó thì nó được giữ tới bây giờ luôn đó chính là NPC Death King hay có nghĩa là vua cái chết đó này mà thì thật hư là cái con này nó đã bị giảm sức mạnh kinh khủng như thế nào thì ok bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cái sức mạnh của NPC này nhá thì đây là cái bản thông tin về con NPC này nó có hết tất cả cái thông tin của anh em luôn thì con NPC Dead King này nó có thể tìm ở ngay cái hao tuyệt Castle và nó sẽ tìm ở bên đây để mình cũng cho anh em thấy cái vị trí này đó đấy thì cái con NPC này nó sẽ có thể đổi cho chúng ta xương để nó lấy những cái thứ rất là quan trọng các bạn đây mình sẽ bỏ 50 xương một lần để và khi mà chúng ta đổi thì chúng ta sẽ nhận được một cái phần thưởng gì đó ngẫu nhiên rồi bây giờ thì chúng ta sẽ mua một vài cái cho anh em coi nhá thì đôi khi chúng ta sẽ được fragment mình nè đó thì mình sẽ random thêm một vài cái nữa cho các bạn xem đấy đa số thì mình sẽ nhận được fragment mình belly nếu mà may mắn hơn mình sẽ nhận được một ít ít hai ẹp đấy ngoài ra thì có một số cái vật phẩm hiếm ở trong tựa game này mà chúng ta có thể đấy bây giờ chúng ta hãy cùng coi nhá chúng ta có thể nhận được belly Fragment rồi uh, golden sun nhất uh, rồi thì còn thêm hai cái vật phẩm trong game nè ngoài ra thì chúng ta sẽ nhận được thêm hai cái vật phẩm rất là quan trọng đó là fire engine với là halo engine halo engine là một trong những cái món mà chúng ta cần nó để làm cái cây lưỡi hái các bạn ạ à. đấy thì con NBC này nếu như vậy thôi thì đâu có gì đặc biệt đúng không các bạn ạ à? không ngày xưa cái thứ mà quan trọng á là các bạn biết gì không đó là cái con NBC này nè chúng ta sẽ không có cái gì anh em biết không chúng ta sẽ không có dòng này nó you can only pretend up to 10 uh, times every our uh, two hour. các bạn hiểu là sao không tức là khi mà các bạn mà nghe chơi cái tựa game này vào lúc update thứ 17 á thì con NPC này chỉ cần bạn có đủ 50 xương là bạn có thể đợi và bạn không cần phải đợi bất kỳ cái 10, 10 lần gì hết các bạn ạ à. Chỉ cần đủ xương là mình bay mình đổi Điều này gây ra một cái sự rất là mất cân bằng luôn Và nó còn mất cân bằng hơn nữa khi mà các bạn biết được rằng Con NPC này ngày xưa chúng ta có thể random ra được cả những cái chát quỷ luôn các bạn ạ à và NPC này ngày xưa nó không những là nghe chỉ có cái việc mà nghe chúng ta có thể random những cái món quà bất ngờ chúng ta còn có thể dùng nó để reset lại cái chỉ số và cái đổi tộc luôn các bạn à. điều này thì rất là tuyệt vời luôn các bạn à. nó giúp cho những cái bạn mà chơi ở cái thời điểm đó nha có được những cái tộc mà mình mong muốn cũng như là nghe có được chỉ số thay đổi liên tục để chơi đó và cái việc đó thì khiến cho tụi game của chúng ta nó không hút máu được nhiều thế nên là họ đã xóa đi cái chức năng đó và thêm cho chúng ta hai cái đó chính là nghe đổi tộc và cũng như là thêm cái này vào đấy và bây giờ thì chúng ta có những con NPC khác được cập nhật vào thêm tựa game của chúng ta để có thể đổi tộc và đổi cái kia tuy nhiên thì con NPC này là một trong những con NPC đời đầu có thể giúp cho chúng ta có thể cày cuốc và đổi được chỉ số các bạn ạ à. rồi thì nhìn chung là các bạn cũng biết lý do tại sao mà anh bạn này ngày xưa lại bị đổi cái sức mạnh như vậy đúng không ạ à? Trác chát quỷ trong tựa game lốc foot của chúng ta là một trong những thứ mà nghe khiến cho tựa game chúng ta hấp dẫn hơn nhưng mà cái việc mà random được nhiều chát quỷ nó khiến cho tựa game của chúng ta rất là mất cân bằng thế nên là con NPC này đã bị xóa đi cái chức năng xóa xóa đi cái chức năng là nghe nhận cái chát quỷ ngoài ra thì nó còn Khiến cho nghe chúng ta không thể nào mà random quá nhiều cái phần quà ở trong 2 giờ nữa. Nếu mà random được nhiều phần quà trong 2 giờ thì chắc là nghe bây giờ ai cũng nghe đè cái khu vực này farm hết các bạn ạ. Bởi vì ngay đây chúng ta farm, chúng ta vẫn có thể nhận được Belly từ cái nhiệm vụ và cũng như là chúng ta có thể dùng xương để chúng ta đổi thành những cái thứ mà nghe thú vị hơn, chẳng hạn như là fragment cũng như là Belly đó khi mà chúng ta đổi cái này. Đấy, đấy chính là cái lý do mà tại sao con NPC lại giảm sức mạnh như vậy. Thì đó là một cái sự thật mà mình biết được trong Lost Food các bạn ạ. Không biết là các bạn có biết được cái con BC nào cũng bị chỉnh sửa trong lúc phút hay không đừng ngại à để bình luận cho mình nha mình sẽ cố gắng thực hiện nó sớm nhất thể còn bây giờ mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu khác nha giờ thì tạm biệt các bạn